Trong ngày thứ Sáu, nhằm ngày 1 tháng 12, tại cuộc biểu tình thu hút hàng trăm người ở lãnh sự quán của Israel ở thành phố Atlanta, thuộc tiểu bang Georgia, một người biểu tình cực đoan vẫy lá cờ Palestine đã tự thiêu bên ngoài khuôn viên lãnh sự, khiến một cảnh sát can thiệp để cứu mạng người này bị thương. Văn phòng của cơ quan FBI thuộc thành phố Atlanta đã thông báo đang hợp tác cùng sở cảnh sát và địa phương để điều tra vụ việc. Tổng lãnh sự quán của Israel thuộc phân khu Đông Nam Hoa Kỳ đã lên tiếng nói rằng: "Chúng tôi đã rất buồn khi nghe được báo cáo vụ việc. Thật là một bi kịch khi phải chứng kiến sự thù ghét cùng những hành động khơi mào thù hận dành cho người Israel được thể hiện thông qua hình thức tàn bạo này." Trong một cuộc họp báo chính thức, cảnh sát trưởng cho biết người biểu tình tự thiêu hiện đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng tòa lãnh sự nhìn chung vẫn an toàn. Cảnh sát cũng cho hay hành động tự thiêu là một hành động biểu tình quá khích, mang tính cực đoan.